Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại tiếp tục với Tiếng Rao 4.0. Và đây là tập số 2. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như tập 1 của Tiếng Rao mình làm ở địa bàn quận 8, thì bây giờ tập thứ 2 này mình làm ở một cái quận mà cũng rất là gần với quận 8. Đó là quận 8-3 bằng quận 5. Nói chung không có liên quan vậy, nhưng mà thật sự quận 8 và quận 5 thấy vậy chứ gần nhau lắm ấy. Giao thương nhau rất là gần luôn á. Chứ các bạn đừng có tưởng lầm nha, là quận 4 với quận 5 là gần nha. Quận 4, quận 5 là xa lắc xa lơ luôn. Đối diện với mình chính là ngày xưa là Đại Thế Giới, còn bây giờ là trung tâm văn hóa quận 5. Color Man phải chia sẻ với quý vị các bạn như vậy là vì mình muốn rằng quý vị các bạn sẽ định vị được cái nơi mà để sau này mọi người, cái địa điểm mà Tiếng Rao tập 2 diễn ra nó nằm ở đâu. Sau này khi mà mọi người muốn đến ủng hộ cho nhân vật của mình, mọi người vẫn có thể tìm đến được. Và ở đây là hẻm khu dân cư 4A4B, hẻm 418 đường Trần Phú. Đồng hồ của mình là 4:25 rồi. Bây giờ là ban biên tập này cũng ít ác lắm, chỉ nói một cách đơn giản, anh cứ vô tìm cái quán súp cua há cảo gì của cái tên Hoa Nguyệt đó, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Thế mình nghĩ là chắc là kỳ này, đợt này là hai nhân vật mình rất là trẻ và rất là xinh đẹp nữa đó. Cũng háo hức lắm. Bây giờ là mình chỉ biết là nhân vật mình nằm trong cái hẻm này, bây giờ đi tìm Hoa Nhường Nguyệt Thẹn nằm ở đâu. Mời quý vị các bạn. Bây giờ vấn đề của mình là mình cứ làm sao mà mình đi tìm, mình không còn biết. Nói chung là mình thấy cái chỗ nào có bán há cảo mà có để cái bảng tên là mình. Đây là uống mắm, ở đây là đây nè. Ủa không phải uống mắm, ở đây là cũng là há cảo xíu mại mà tên là chị Hòa. Ôi em đâu đây? Dạ em hả, đi nhà đây hả? Không, em đi ăn với sao, đi làm món. Anh hỏi dạ. Em biết ở đây có cái tiệm há cảo nào tên là Hoa Nguyệt không? Không em không biết, nhưng mà có cà ri vịt ở trong này ngon lắm nè. Quốc ta đang đi tìm mua há cảo thì chỉ cà ri vịt. Chỗ này làm như mình ghiền cà ri lắm nha. Đó là hoa hậu Diễm Hương đó quý vị các bạn. Thấy chưa, bước ra ngõ là gặp hoa hậu, lát nữa thế nào cũng gặp hoa hậu tiếp. Đó, dạ, há cảo xíu mại. Ủa, hình như là cái đường này là toàn là dạ 418 Trần Phú. Cũng là há cảo xíu mại luôn mà không có thấy tên. Ồ, giờ chẳng lẽ tới hỏi hơi kỳ quá, thôi đi tìm đi. Hỏi mất công lỡ không phải đúng người ta thật rồi. Chưa thấy luôn. Ồ, bên kia cũng có há cảo xíu mại, súp cua. Ủa sao cái lạ là ở đây, trong đây là cái quán không có quán nào để tên hết làm sao ta? Há cảo xíu mại, súp cua. Ủa em cho anh hỏi, ở đây là cái tiệm há cảo Hoa Nguyệt là tiệm nào vậy? Thấy có một tiệm mà không tên, phải tên Hoa Nguyệt. Vậy là phải, ở đây có chỉ có bà này cái đầu đường thôi. Bà này là bà nào? Có bị bà già nè. Hai bà tên gì? Em không biết tên. Ôi trời. Em bán này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Ủa lâu hả? À bà bán mấy chục năm rồi. Dạ. Chẳng lẽ, có lẽ nào? Có lẽ nào? Nghi quá. Đây là số 418 xuyệt 11 đường Trần Phú, quận 5 nha. Dạ, chào hai cô. Ủa cô, cái há cảo hoa Nguyệt là dạ hoa nè, đây hoa. Ở đây là cô Hoa. Dạ. Cô Nguyệt. Nghĩ là chắc là kỳ này, đợt này là hai vật mình rất là trẻ và rất là xinh đẹp nữa. Đó. Dạ cô là Hoa, cô là Nguyệt. Dạ. Cô nhiêu tuổi, năm nay cô nhiêu tuổi con? Dạ 82. Dạ thưa cô. Dạ 74. Dạ cô 74. Ô hai cô, là cô mỗi cô một cô là U90, còn một cô là U80. 82 74.
Ôi, cô là gần là coi ngang ngang tuổi với mẹ con đó. Dạ. Tiếp tục hành trình sẻ chia cùng những mảnh đời muôn gánh bán bưng, chương trình Tiếng Rao 4.0 lại tìm đến với hai cụ bà Hoa Nguyệt với tuổi đời đã ngoài 80. Nhiều năm qua, người dân trong con hẻm 418 đường Trần Phú, quận 5 đã quá quen với hình ảnh hai bà cụ gầy gò, đội nón lá, dáng người khom khom, cố hết sức đẩy một chiếc xe xúc cua, há cảo cho kịp giờ tan tầm. Tôi tên Hoa, năm nay tôi 82 tuổi, và tôi cũng bán há cảo, xi mại, xúc cua, có nhà em phụ. Nói chung chị em ruột, đây á họ là người họ cha họ mẹ vậy. À, lúc đầu bán thì lúc đó tôi còn trẻ, thì nó có chỗ riêng của nó. Rồi từ ngày mà tôi đau nhất như này kia thôi, nó không có bán chỗ của nó lại nó phụ với tôi. Đúng rồi, mà chị bà mỏi quá, ngồi cứ mỏi lưng em thấy đi đó, nó đi khom khom lưng nó thôi. Bây giờ ở nhà dưỡng lại chừng nào khỏe rồi trở ra. Và rồi khi màn đêm buông xuống, ngoài phố đã vắng lặng, vẫn là hai bóng dáng đó. Người dọn dẹp chỗ bán, người lại âm thầm đẩy xe ra về. Ở trên lầu 3 mà cấp xuống rồi dọn ra, rồi đẩy xe đi ra, rồi mỏi mệt quá ngồi bán không nổi, đẩy đau lắm, nặng á, cái sức xe mà có đồ em thấy không, đẩy nặng tới tối mà tôi muốn nằm tại chỗ này rồi mới nghỉ ngồi mới dọn về nổi, mệt gì á, mệt lắm. Nhưng mà hoàn cảnh thì phải chịu rồi. Ai nấy đều có mong ước về già sẽ được sống an yên và sum vầy bên con cháu. Nhưng đối với hai bà, ước muốn ấy có lẽ đã quá xa vời. Gia đình tôi thì có ba người, em, tôi với con nhỏ con. Ngày nhỏ con nó đi bán riêng, nó sống riêng, không có nhờ được gì. Có nhỏ cháu bữa hổm mới mất là bốn người. Tôi có nhỏ con nó mới mất, nó bệnh mà yếu dây thần kinh, viêm đa thần kinh và yếu hai chân, rồi yếu dần 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 dần, đau cũng mấy năm. Rồi một ngày nọ đó nằm trên đi văn nó té ra xuống, rồi giật mình thức dậy thì thấy nó vậy, cái tôi kêu bác sĩ 115 lại khám nghiệm ra là nó chết rồi. Thành ra giờ tôi với bà chị thôi, đâu ai nữa. Tuổi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi, chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi vơi. Chứ bây giờ không có người nuôi, mà bây giờ tôi ở nhà lấy gì sống, mày phải cố gắng ráng đi bán để sống. Và trong hoàn cảnh hiện tại, hai bà cũng chỉ dám giữ cho mình một hy vọng nhỏ nhoi. Thì bây giờ cũng hy vọng là mấy em cho lên mạng rồi cũng giúp đỡ ít chị em tôi ít nhiều. Cũng cảm ơn mấy em để hy vọng được cái nào hơn, cái đỡ khổ hơn gì đó. Rồi, như vậy là mình xác định là đúng rồi đó nha. À, ba biên tập đó rồi. Ngang xoài chua đó rồi. À đây, đây, đây rồi. Đúng chưa? Ủa, cô dọn hàng ra lúc nào vậy cô? Dạ, hồi nãy hồi 4 giờ. Dạ. Đúng rồi, dọn sớm dạ. Hơn mà làm không kịp. Dạ, rồi. Rồi, như vậy thì tại vì con sẽ có một tiếng con bán phụ cô. Đó, bây giờ cô hướng dẫn cho con cái cách làm xong rồi. Đây là làm nước mắm không cô? Dạ, làm nước mắm. Ấy nước mắm bỏ vô cái túi. Dạ, bỏ
cái túi. Dạ. Rồi nếu mà lấy chưa hết thì không, dạ. Dạ hả? Dạ. Giờ con bán phụ cô sao ta? Rồi thấy cô, hai cô chắc cũng hơi chậm á quý vị các bạn, mà hai cô chậm giờ sao bán? Một ngày cô bán bao nhiêu phần cô? Rồi không nhiều, tùy bữa à. Đắt ế nhiều khi đông khách dồn mà mấy em học sinh rồi lại á. Dạ. Ăn thì hơi đông, ngượng lát cái hết trời ngồi không. Dạ. Hai cô không có con cháu gì ra phụ hết hả? Dạ không. Dạ. Có đứa con nó mất khoảng ba mấy tuổi. 20 với 15, 35. Dạ 35 ngàn. Rồi ok. Hả? Rồi khỏi thối hả? Đây rồi cô, 35 ngàn khỏi thối luôn. Khỏi thối hả? Cảm ơn cô. Rồi cảm ơn em nha. Đó, tôi chưa bán là đã lời đó, thấy chưa? Quý vị các bạn thân mến, các bạn biên tập đã tính trước rồi. Và chắc chắn là hai cô bán trong cái hẻm này thì hai cô không nhớ nhiêu tiền nữa. Mình nghĩ chắc ngày trên dưới bán không lời hơn 100 ngàn. Đó là cái tiêu chí đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ thì đã 4 giờ 35 phút rồi mà chừng nào anh được livestream đây? À, vậy là con phải phụ cô bán được 10 phần. Anh phải tự tay anh bán 10 phần mới được livestream mà. Trời ơi. Vậy để làm nước chấm sẵn. Dạ, giờ cô làm nước chấm rồi con phụ đây, đây, phải không cô? Dạ. Vậy phải không cô? Dạ. Rồi. Đó. Đó là nước chấm sẵn luôn. Làm nước há cạo xíu mại và súp cua hả cô? Dạ, há cạo xíu mại súp cua. Rồi cái em đưa cái ớt vô. Dạ rồi. Rồi. Vậy đó, là dạ, xong phần nước chấm. Dạ. Ủa, hơi khó rồi nha. Rồi, mình đổ tài le ra ngoài hết trơn rồi. Mày chưa quen. Quen, cô không Hoa, quen. Cô Nguyệt. Dạ, quen, quen gì vậy? Tôi cũng làm chậm quá. Rồi, vậy con có khiên làm chậm hơn cô luôn á. Trời ơi, ta làm đẹp như là... Trời ơi, làm mấy mày á. Ủa cái rằng cái chỗ này nóng lắm nha nha. Dạ dạ, nghi là thế nào lát còn bị phỏng à. Chỗ này nóng lắm, để lấy cái Rồi dạ không cô. Ủa cô làm sao mà nó phồng lên vậy hay vậy? Đây coi cái bịch nước mắm của cô túm lại sao ta? Cột mà hơi phồng nhanh á, cái nó dồn không khí vô. Làm sao cô, làm sao? Túm lại cho em. Dạ vậy ha. Cái vậy vậy. À, cũng quấn lại cái kiểu vậy hả? Dạ, okay, vậy thôi à. Nè, làm hơi nhanh chút gì, cái cột cũng thấy nó phồng lên à. Trời ơi, dạ. Thôi giờ thử thách đổi qua là làm nè, làm 10 bịch nước mắm đi. Trời ơi trời, hát cái tôi quá. Làm sao bán được 10 phần? Đó, thẳng rồi, phồng rồi đó. Hãy xem mình làm cái bịch nước mắm đầu tiên. Ok vậy. Rồi đẹp rồi đó. À, cái mừng hết lớn luôn. Rồi được 3 bịch rồi. Dạ. Rồi để con phụ vô nó làm có thành luôn. Vì các cô không có ba tay nên mình cũng không có ba tay nha quý vị các bạn, thông cảm nha. Tôi có ba tay mà tôi làm không được. Dạ cái này làm bao tay cũng được, dạ. Làm bao tay nó sẽ bị vướng lắm, nó bị tụt á, nó bị tụt, dạ đúng rồi. Thôi, ăn uống mà có cái gì đâu mà, cứ quan trọng quá vấn đề. Ngày xưa ông bà mình có cái gì đâu, có bao tay bao giờ đâu mà có ai bệnh hoạn gì đâu, bệnh hoạn giờ là do cái khác. Đó, bây giờ là làm nhanh nè. Giỏi á cô ha. Cô có tin đây là lần đầu tiên con làm này không? Hay á. Làm hay ghê, làm là thứ gì mà hay. Cho nó bung ra. Cắt bị nó đó, thất lại. Đây là phương pháp mình trộn tương ớt luôn nè, cho nó là coi như đó, mọi người hết thấy tương ớt luôn á. Dạ rồi, ok rồi, rồi, ok, xuất sắc, muốn bệnh. Thường là giờ nào đông nhất cô? Dạ, đầu giờ nè, đầu giờ. Dạ, giờ này phải không cô? Dạ, tại vì trễ. Cô bán tới mấy giờ, cô mới về? Dạ. Không cần. Ví dụ như bữa mà bán đất á thì 9-10 giờ. 9-10 giờ mấy
Còn bữa mà má ế đó, trời ơi, tới 12 giờ chưa thấy. Em ăn gì cưng? Ủng hộ đi cưng. Em ráng mua manh phần đi, anh năn nỉ với ban tổ chức cho anh được live stream đi. Rồi đây 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 đó. Dạ chị ăn gì chị? Trời ơi. Rồi tôi thấy hôm nay sứ mệnh hôm nay có vẻ hơi bị nan giải rồi nha. Cô đậu xe bên góc cột nè cô. Làm sao mà clear để cho anh ta đứng bán cái chồm vậy sao khách không dám vô đó. Không phải này, không phải lỗi cho tôi nha. Giặt nó hết đi, đi xa đi. Rồi. Dạ. Anh ơi, há cảo xuống mày xúc cua anh ơi. Em ăn gì? Dạ súp. Súp hả? Rồi súp cua. Súp cua là bao nhiêu một phần cô? 15-20. Rồi đây giờ phụ cô là... Nóng em... rồi, chừng chỗ này nóng lắm, phỏng. Nóng lắm hả cô? Dạ. Đây súp rồi cô. Đây, ok. Dạ, để con làm cho. Cứ múc đầy cái ly hả cô? Dạ. Rồi cái này nó cái muỗng này nóng quá bà con ơi. Nóng lắm rồi, chừng phỏng á. Ồ, phỏng quá. À, nóng quá. Kệ không đầy à, đem lên đây cái mình. Ủa nóng thiệt luôn, nóng quá, nóng quá. Ra đây cho con. Rồi ok, nóng quá. Quá, mấy ly con? Có một phần hả? Một phần hả? Rồi cái nồi súp cua hấp dẫn không nè? Nếu mà nguội quá là ta chê. À phải để nóng nha con. Ngon. Vậy con phải đậy kỹ lại cho con là rồi ok. Rồi được một phần rồi nha. Này còn 9 phần, làm sao không được. Trời ơi, 10 phần chắc tôi chết. Ai há cảo xíu mại xíu cua. Giao mốt phải cho anh thêm cái loa đó. Ủa cái đường này thấy đông vậy mà sao ít người ghé lại quá vậy ta. Chịu xíu nó mới đông hả. Ai há mà há cảo xíu mại xíu cua đi. Dạ chị hát cạo xíu mại xúp cua ủng hộ em đi chị. Chết tôi rồi, căng thẳng. Tiêu à. Xin chụp tóc. Rồi cảm ơn anh. Em ăn hát cạo xíu mại xúp cua đi anh. Anh bán rồi hả? Rồi vậy thôi. Dạ, ok. Rồi. Ghé ủng hộ anh, ghé vô. Quẹo vô. Sao cười không vậy? À! Trời ơi, tiếng ra 4.0 ơi. Sao bữa nay tôi thấy căng, thấy khó quá trời. Ở đây đông quá trời, không ai ghé lại vậy. Rồi, đây vẫn bán luôn. Ai há cảo há cảo xíu mại xúp cua đi bà con ơi, ghé ủng hộ mấy bà cháu tôi đi, rau đi há cảo xíu mại xúp cua đi. Rồi thấy cái đường này không có điểm dừng ác ghê vậy, thà giống như cái chỗ hôm bữa có điểm dừng dễ hơn á. Mua về hả con? Mua về hả? Rồi mua về một hộp há cảo xíu mại. Rồi một hộp há cảo xíu mại luôn con. Hiệu quả rồi, coi bộ cầm cái bảng này hiệu quả rồi đó. Tem. Có tiền lẻ không? Nghe đi đổi. Dạ được. Có bị chuẩn bị sẵn. À. Ăn đây nha, đang về đó. Dạ. Rồi, chén súp cua. Rồi. Cô phụ, cô phụ. Lấy rau. Đây con làm súp cua cho cô làm nóng cả... lắm mà coi chừng. Dạ được con làm được. Cô lấy hành tiêu nha. Rồi súp cua. Siêu nóng luôn á. Giờ kinh nghiệm nè. Nóng lắm luôn bà con ơi, nói thật luôn á.
làm mà không khéo là đổ xuống liền á. Đây cô ơi. Rồi. Rồi, con lấy hành tiêu với. Còn ai xếp cua nữa không? Múc luôn. Rồi, chào con, chào con. Con ăn gì chú lên, chú ơi. Chú dịch thần với con. Rồi, ok, chú dịch thần. Hết giờ của chú rồi. Chú sắp hết giờ rồi, chú sắp hết giờ rồi. Rồi. Cái bộ cầm bản này một hiệu quả đó. Há cạo xíu mà xíu cua đi. Vô. Thật sự là đây không có điểm dừng, không có cái chỗ nào để mình vô mình có thể mình dí được. Rồi mua vô tôi một phần nữa đi để tôi livestream nè bà con ơi. Bà con ơi, bà con à. Há cạo xíu mà xíu cua đi. Ten. Há cạo xíu mà xíu cua đi. Há cạo xíu mà xíu cua đi. Con mua gì vậy? Cá cạo hả? Rồi đủ rồi, năm hơn lại lên. Trời chưa livestream mà con đã có người đến ủng hộ rồi nha. Dạ, cảm ơn anh. Em được rồi, em nhỏ anh mà. Dạ. Em nhiêu tuổi? Em sinh 72, tuổi chuột. Nhỏ anh 3 tuổi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi nha. Lâu lắm không có gặp anh rồi. Đi vô công ty mua nước mắm bốc giảng vô. Dạ. Mới thấy anh Tiến Giao tập 2 ở đây. Dạ. Ồ, biết luôn hả? Ê. Ồ, trời hay quá. Đây, như vậy bạn mới nói mọi người đang đâu rồi? Bây giờ là 5 giờ kém 5 phút rồi, mình chỉ còn có 50 phút nữa thôi. Tức là 5 giờ 45 là mình phải tạm dừng tại đây nha. Ok, rồi cảm ơn anh. Thôi nè. Dạ. Ok. Anh đi nhiều nơi đó. Trời ơi, con ơi, chú đang phải lo bán hàng này con ơi. Chết. Con mang con về nha. Thôi chào con nha, ok con. Rồi đây chú ký, lại chú bán hàng nè. Ôi, làm sao từ chối đó, khổ ghê vậy đó. Thương tặng ha. Ok, rồi. Đây đây con ơi. Há cạo xíu mại xíu cua. Đường này nó nhỏ quá. Cái đường này hơi bị nhỏ. Hơi bị chật, hơi bị. Nhưng mà không sao, phải vậy chứ sao giờ. Mỗi cái nó có một cái khó khăn thì mới được. Ở đây không không có cái điểm dừng á, nên nó khó đó. Em ăn gì? Hai thứ, xíu mại, há cạo xíu mại. Cô bưng qua bển giùm mà, chứ tôi không có bưng được. Con qua bển đi, chú bưng qua cho. Con ăn gì? Dạ, con một phần há cạo đầy đủ. Há cạo đầy đủ rồi, con qua bển đi, chú mang qua cho. À, con lên xin mại không? Dạ, có, lấy con đầy đủ đi. Đầy đủ là 50 xin viên há cạo. Nhưng mà đừng lấy con ớt. Đây là cho nóng. Dạ, rồi khỏi thối luôn, đó. Dạ, cái này khán giả của con tới ủng hộ cô đó. Rồi anh đi nha, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, hơi căng thẳng á, hôm nay là hơi căng thẳng á. Đây cô làm đi, con bưng qua anh kia nha. Ở đây cũng có một hai cái bàn ngồi đối diện nữa đó. Nhưng mà hai bà là không có thể phục vụ, không thể mang qua được. Rồi, một xích cua 20.000. Đây con làm cho bà ơi. Rồi, để con. Nóng lắm à. Dạ, không sao. Tại đừng đẩy kính, đẩy hở. Đẩy hở rồi hả bà? À, đẩy kính quá hồn bốc múc không nổi. À, hồi nóng quá hả bà? Dạ, nóng quá. Cầm xích ở trên nè. Cầm ở dưới là phỏng á. Bị dây chín nữa. Nãy giờ chưa bị phỏng. Chắc là phải có cảm giác phỏng cho biết. Đó, lên tới đây là nóng lắm luôn nè, bốc lên. Dạ, thôi để lên đây rồi mình thấy sao. Dạ, dạ được hả bà? Dạ, để con điện nóng cho. Cho thêm một chút. À, cho thêm một chút. Dễ linh quá. Rồi. Dạ rồi. Đẩy hở. Đẩy kính quá nó nóng quá. Đẩy hở rồi. Dạ vậy. Dạ rồi, dạ ok. Xin lỗi anh rồi. Dạ. Các bạn ơi, quý vị các bạn đang đâu rồi? Có ai ở quận 5 không? Năm xà vô. Ai ở quận 5 ở gần Đại Thế Giới không? Tới giải cứu cho Coleman nè, chỗ cái khúc này thấy đường đông mà khó bán quá. Thiệt sự luôn. Dạ chị ăn gì chị? Dạ, súp cua hả? 20 hay là 20 rồi. Rồi 20 rồi, ok. Súp cua 20 cô ơi. À đây cái này của em hả? Rồi đây coi nè cô. Đây súp cua 20, cô để ra con bưng cho. Là cô thối tiền cho chị này. Rồi đây. Rồi cô đẩy lên đây con đây, ta hỏi nhiều. Nói 35. Dạ.
Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Cho em qua cái đi. Mấy cô, mấy chú, mấy chị ơi, anh chị rồi, 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 đây, đây. Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn con. Rồi, ok. Rồi, đưa con luôn. Cái này thối chị này 30 ngàn. Nãy chị đưa em đưa 50 đúng không? Giờ thối em 30 ngàn. Rồi, cảm ơn em. Duyên gì với tiền con nhớ kỹ lắm nên hai cô khỏi lo. Rồi, cảm ơn em. Dạ thưa anh nhiều gì? Dạ. Dạ. 20, dạ là 40 ngàn. Dạ. Ly không ớt, ly có ớt. Một ly không ớt, ly có ớt. Rồi cô thối cho ảnh 10 ngàn luôn đi, con muốn cho, con muốn để con làm cho. Rồi mồ hôi chảy xuống má mà liếm thấy nó mặn mặn luôn. Dạ, ghé vô, ghé vô. Ghé vô em, ghé vô làm. Gặp ngoài phải ủng hộ anh liền chứ không. Cứu anh, giải cứu anh Mo Linh. Ủng hộ cho cô Hoa với cô Nguyệt nè. Hai ly, mỗi ly nhiêu? Ly 20 đúng không? Rồi ly 20 cho tôi luôn 100 ngàn đi, tặng cho hai cô đi. Đó. Hai ly đúng không? Rồi. Dạ một ly có ớt, một ly không nữa. Ủa, coi livestream tới đây hay sao? Không, không phải, do tình cờ đi ngang đấy hả? Ủa, cái gì, bao nhiêu người vậy? 526 ạ. Dạ, quý vị các bạn ơi, chỉ còn có 10 phút nữa là hết livestream rồi. Quý vị các bạn ơi, đến nhanh, giải cứu cho mình ngay. Ở đây là số 48 xuyệt... 418 xuyệt 11. 418 xuyệt 11, phường 7, quận 5. Em. Đây coi, hai ly cho chị này. Rồi là chiều hổng không à. Dạ. 418-11 đường Trần Phú, phường 7, quận 5. Ngay cái khu phố, cái đầu có để nguyên cái bảng khu phố gì, các bạn chạy vô ủng hộ cho Man liền nha. Nhanh đó. Đây cô để con làm cho. Cô lấy thêm 2 ly đi con lấy cho. Rồi đây. Bỏ cái muỗng vô. À, có rồi anh, dạ ok. Rồi dạ cảm ơn anh trai. Rồi cô cho hai ly con làm luôn, con xử luôn cho này cho lẹ. Rồi. Ồ súp cua đây có vẻ đắt rồi nha. Dạ không sao, để con lấy cho. Đó. Rồi cua thơm phức luôn. Rồi cái giờ này giờ cao điểm nó đang đói nữa. À. Ồ, cái dưới đây nó kho nó bốc lên nóng lắm luôn á. Dạ không sao đâu cô, không sao đâu, không sao. Tôi nghĩ chắc lát tôi thấy là tôi cũng bị phỏng quá. Dạ rồi cho con cái rồi ok cô dạ. Bắt đầu chuyên nghiệp ở quậy 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 lên cho đều ha. Cua nhiều quá thêm 20 nữa, đẻ lên. Muốn cua thêm không? Ở đây. Ừ dạ cảm ơn. Rồi ok đó, đầy nhóc rồi đó. Vừa lòng chưa? Thôi. Thôi một cô thôi, một hôm một kê kìa. Rồi, bây giờ bắt đầu mà mời chú với mấy em. Dạ thôi cô không sao đâu. Tụi con mới ăn cà tím nướng mà hành rồi. Không, nhưng mà phải ăn để thưởng thức cho biết mà há cảo. Bao nhiêu bạn rồi? 600 rồi, trời ơi, 1.000 người lên đi bà con ơi, tới một con mình đi. Trời ơi, đây phải có cái bảng này đi vô, đó mà cái này là cái là nãy giờ có cái này vô là lợi hại lắm nè. Để coi có chưa thấy khán giả nào đến hết trơn nè. Chưa thấy khán giả nào đến nè. Em giống như là đi đánh trên boxing vậy đó. Má cảo xíu mại súp cua đi. Ghé vô anh chị ơi, vô đi, 2 ly, 40 ngàn thôi. Ghé vô em. Ghé vô cười gì chút. Rồi, ủa không phải hả? Má cảo xíu mại súp cua đi. Mới mở nha, quán Coleman mới mở ở phường 7, quận 5 nha. Má cảo xíu mại súp cua nha. Hôm nay là ngày đầu tiên mình xuất hiện và cũng
mai mốt cũng khó kiếm mày lắm á. Tranh thủ đến liền, đến liền, đến liền. Ở đây không có cái chỗ đó mình chạy lên chạy xuống á, nó phải đường thì đông mà người ta không có dừng lại. Khổ quá bà con cô bác ơi. Đó, hai cô với Hương ông đó đang cơi lửa, đang cơi lửa. Trời ơi, còn có 5 phút nữa là như là quý vị các bạn thân mến. Vâng, hãy đến giải cứu cho mình liền cái khu vực này thật sự luôn rồi. Nếu mà không có khán giả của Coleman đến đây thì chắc chắn là bữa nay là chắc là tôi thất bại rồi. Đây nãy giờ nó thấy bán mới có khoảng chừng là... Hãy ghé vô ăn không em? Hãy lô hãy lô làm cái gì chứ? Chào ghé lô con chi? Ghé lại dùm kinh, ghé lại gian hàng xíu mại cua. Xíu mại xếp cua dùm dừng kinh, ghé lại gian hàng xếp cua. Tên 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 tên. Tất cả xíu mại xếp cua em ơi, anh ơi, chị ơi, con chú ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng xếp cua. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng xếp cua. Đó, cô rào hay quá. Ai xếp cua không? Ai hát cạo xíu ngoài xếp cua nóng hổi không? Ai xúc cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Chết tha, còn 3 phút nữa hả? Mọi người đừng nhìn, đừng ngồi đó nhìn xong mà cười tôi nha. Tới liền quận 8, quận 8, ê quận 5 cho lộn. Phường 7, quận 5. Thôi quý vị các bạn ơi, vẫn còn kịp. 5 giờ 50 phút là mình sẽ kết thúc ở đây. Tức là bây giờ là 5 giờ 10 phút là mình phải ngừng livestream. Sau đó là mình phải tiếp tục còn 40 phút nữa để mình bán hàng. Làm sao để mình có thể giúp được cho hai cô Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Qua đây con. Mấy ngày bình thường cũng vắng vắng vậy hả cô? Dạ. Trời, thấy thương không? Dạ. Vậy là mình hiểu rồi, tức là mấy ngày thường thường cũng vắng vậy luôn. Trời, hai bà cháu dễ thương quá. Bây giờ chắc phải đi ra đứng giữa đường quá. Ai quýnh tôi chịu. Xúc cua con ơi. Đừng cười xong rồi chạy luôn con ơi. Không, thật ra cái đường, thật ra cái đường này nó rất là đông người mà không có điểm dừng, cho nên là em nhớ vô. Có mồi phanh ruột, phanh ruột. Ủa đâu vậy, chạy luôn hả? À, vòng lại, vòng lại, vòng lại. Lê Hoàng Hải, phanh cuồng Lê Hoàng Hải. Dạ anh. Là muốn gì, bao nhiêu, rồi. Thôi đừng bắt tay nữa, hết giờ của tôi rồi, tôi còn 40 phút à. Lấy gì? Súp cua. Súp cua nhiêu? Nhiêu cô. Hả? Ăn cua nhiêu cũng được. Rồi, 200 ngàn, 200 ngàn. Dạ, dạ, dạ. Rồi đưa 200 đây, lẹ lên, làm cho. Dạ. Anh súp cua đi anh, súp cua. Dạ, 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 dạ. Ghé vô, làm ly súp cua. Ghé vô, trời ơi cười quá. Ghé vô. Há cạo. Ủa cười không á? Không phải nói là cái chỗ này là cái vị thế, thấy địa thế thấy tưởng là tốt. Nhưng mà không, nhưng mà nó kẹt xe với lại không có điểm dừng. Cho nên là rất là khó luôn. Rồi em trai. Dạ em đưa giúp luôn giùm anh đi. Đó. Ui da. Phỏng rồi, phỏng rồi. Em muốn gì em? Súp cua há cạo. Súp cua xíu mại há cạo tôi dí luôn. Giờ phải nắm áo kéo vô chứ không có cách nào kéo lên cái gì các bạn. Dạ ghé vô ăn con. Rồi thấy tôi chuẩn bị đi qua bỏ chạy luôn, đau đớn không? Đây là cái chuyến fail nhất. Con ăn gì con? Giờ nắm áo kéo con vô.
Quán gì có ủng hộ cho hai bà này không? Một bà 82, một bà 74 tuổi. Đó. Đó, đó. Giờ phải, bây giờ là có cái chiến lược kéo áo luôn rồi. Có anh ăn về hay ở đây nhỉ? Ăn đây đi. Cho ừ. Hai phần súp cua. Hai phần súp cua, mỗi phần nhiêu con? Ở đây là phần 20 ngàn. Có phần 15 anh ơi. 15 hả? Có phần 15 nữa. Có phần 15 nữa hả? À, học sinh, học sinh. Rồi, hiểu rồi. Hai phần 15 ngàn. Rồi, hai bạn học sinh, sinh viên. Hôm nay có người, quay máy cô cho hai trứng đi. Thôi bây giờ mình nếu mà mình vô đó mình bán thì mình sẽ không có tập trung được, mình đứng đây mình rao hay hơn. Rồi, cảm ơn tụi con đúng không? Hãy đứng tiếp thị, quan trọng là tiếp thị. Ô, bên kia có hai chị đẹp quá kìa, hai chị qua đây ủng hộ em đi hai chị. Tạm biệt con, cảm ơn con. Giờ là bằng ngầu à. Đó cả xuống mại xuống cua đây. Bảo ơi. Ai há cạo xíu mại xúc cua không? Ai há cạo xíu mại xúc cua không? Đó giờ đâu rồi đó, quạo rồi. Giờ mua không? Trời ơi, còn có bao nhiêu 35 phút nữa thôi. Chết tôi rồi. Các bạn ơi, quý vị ơi, đến giúp. Cứu. Cứu. À, ở đây là số 418/11, Trần Phú, phường 7, quận 5. À con, há cạo xíu mại xúc cua con, ghé vô con. Bỏ gì? Dạ, anh ăn gì anh? Há cạo xíu mại xúc cua. Súp cua thôi anh, súp cua không có ốc heo anh. Thôi một mặt. Súp ở đây có mình đã, ở đây mình bán rồi phải không? Dạ có hai bà già thôi. Dạ, anh ủng hộ đi. 15. Người ta nhờ tôi mua. À dạ dạ. À đúng rồi. Người ta nhờ anh mua là đúng rồi đó, chắc là khán giả của mình đó. Súp đi rồi à. Một phần há cẩu nữa. Rồi một súp một há cạo. Rồi các bạn mến ơi, ghé vô ghé vô. Đây đúng rồi chính xác đây đó, đúng rồi. Rồi đây là một khán giả của Colomen đã nhờ anh này tới mua giùm. Đó, mình biết chắc luôn. Rồi, ghé vô con. Qua đây. Họ đứng giữa đường cái xe đụng bây giờ. Trời ơi. Ai đồ ai điếc gì. Ghé đây vô mua đây đâu. Em ăn há cạo không? Vô nhanh lên. Trời ơi, chạy luôn rồi, chụp hình chơi vậy, bỏ đi luôn. What? Những cái khu vực này không ai biết tôi hết trời. Ghé vô. Ủa. Trời ơi, đứng đây không ai bắt tôi. Dạ, em ăn gì? Dạ, anh bán. Em đi xuống vô xem. Dạ, anh bán. Anh bán phụ hai cô. À vậy. Rồi. À, há cạo xíu mại súp cua. Súp cua 15-20. À 15-20. Rồi. Lấy ba hũ 15 đi. Ba hũ 15. Rồi, ba hũ 15 không lấy cây. Một hũ không cho hành. Rồi, một hũ không cho hành. Ba hũ 15 không lấy cây, một hũ không cho hành. Thấy chú chưa? Đó. Đây chú đây. Rồi nhìn hai cô thấy thương quá, thiệt luôn á. Mà chân đâu mọi người, U80, mọi người U90, mọi người U80. Cô mới bán đây hả? Bán mấy chục năm rồi. Ủa, con ở đây mình sao không thấy hả? Con ở bên cái đường á, bên này đó, đoàn có một fan, có một khán giả của Goldman ở bên Đại Thế Giới nè, cái gì bạn thấy không? Đó, cũng cuối cùng cũng có được người. Cuối cùng cũng có một người. Ôi, 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 ôi. Ủa nhà em bên kia đường hả? Rồi cảm ơn em đã ghé ủng hộ anh. Rồi 45 ngàn ba phần. Xuất sắc luôn.
trời, bởi vì người ta nói cuộc đời nó khó nói trước lắm. Hôm bữa đầu tiên mình nghĩ là chắc là khó khăn vô vàn, cuối cùng là quá trời đông. Còn bữa nay đúng là cái chỗ này cái vị trí hơi bị nghiệt nha. Các bạn ban tổ chức này hơi ác đó nha. Tôi ghim mà đó. Rồi mai lên gặp rồi. Rồi. Ô, em ăn cái gì? Dạ, chào chị. Hát cảo xíu mại. Súp cua đây. Súp cua đây. Ủa chị bên bánh xèo hả? Đúng rồi. Trời ơi, bên bánh xèo qua ủng hộ luôn dễ thương nha. Chạy qua bánh xèo nha. Ôi, đi sang. Rồi, chụp tấm hình. Ok, gì ạ? Hai đứa mình chụp tấm hình. Quang. Trời ơi, tôi còn có 30 phút à. Không, không, nhiệm vụ. Rồi, hết giờ livestream rồi. À, quý vị và bạn đến 418 xuyệt 11, phường 7 quận 5. 418 xuyệt 11, phường 7 quận 5. Đối diện với lại Đại Thế Giới. Đó, hay là nhà văn hóa quận 5, mọi người đến ủng hộ liền nha. Còn có 30 phút nữa là tôi hết giờ rồi đó. Rồi. Ờ, xúc cua cho con. Xúc cua cho con đi bà ơi. Rồi 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 rồi. Nó rác xèo quá. Giang nàng quá. Rồi, cảm ơn. Chào anh. Chào em, ghé vô em ơi. Sao em chào anh rồi em chạy luôn vậy? Chắc là phải lên đứng lên tuốt trên đây mới được. Đón lại. Rồi, chào em. Vậy thôi hả? Em ăn cái gì? Ghé vô luôn. Mua cho cháu con tre một ly súp cua đi con. Đó. Đó, tôi hốt luôn rồi. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Ok, dạ. À, 20 hả? Rồi, một sờ một ly súp cua 20 ngàn à cô ơi. Đúng rồi, ủng hộ bà chứ còn hai bà cụ. Đang. Rồi gửi đó, 45 ngàn, gửi 50 luôn, gửi tối luôn, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, đang dại quá. Rồi, đồng hồ nó cứ trôi qua, mỗi 5 phút nó trôi qua là mình lại bắt đầu mình cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay thất bại quá. Đây, khán mình, khán giả mình đây. Ủa phải. Há cải luôn à, đọc coi như lẹo luôn à. Há cảo xíu mại đọc thành há cải luôn rồi. Hôm nay chắc hàng tiếng quá, nãy giờ ra không đứt học luôn rồi đó. Há cảo xíu mại súp cua đi, các anh chị ơi. Dạ ăn không? Nói tiếng nè. Đi đâu mà dội mà vàng. Dừng chân ghé lại gian hàng súp cua. Có sự hỗ trợ giúp đỡ của mình rồi mà coi như là hai cô còn không có bán được bao nhiêu thì như vậy một ngày mọi người có thể hình dung được là hai cô vất vả như thế nào. Bán từ 4 giờ chiều bán cho tới 11 giờ đêm, 12 giờ đêm. Ghé vô con ơi, súp cua con. Không ai buồn dừng lại hỏi mình một câu luôn. Không mà thật sự cái chỗ này traffic nó đông quá. Chỗ này traffic nó đông quá nên là thành ra là rất là khó luôn. Không biết làm sao luôn quý vị các bạn. Há cảo xíu mại súp cua, nhớ. Ghé ủng hộ vô. Lần khác hả? Chỉ có lần hôm nay thôi à mà. Ừ, hôm nay có anh với bữa khác anh đi chỗ khác rồi. Dạ. Con ăn gì? Ủng hộ hai bà cái đi. Ủng hộ hai bà đi con. Dạ, hai chị xích lên chở xe đó. Dạ. Rồi, ok. Nha con, rồi thôi con kệ. Ủng hộ đi con, tại vì hôm nay chú đến đây là một buổi sau. Rồi, ok con. Từng người khách một. 20 hay 30? Dạ 30 đi ạ. Rồi, há cảo 30. Dạ, rồi. Chụp hình đó con. Dạ. Ok. Rồi có ai ra đi chụp giùm anh tấm bé gái coi. Ơ, coi chừng con. Rồi con, ok. Có gì con đứng với chú, có duyên rồi chú bán hàng được đó. Ok rồi. Rồi được không? Ok, cảm ơn con nha. Ok, cảm ơn nhờ con chú bán được thêm phần ngã cảo. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bà ngoại hả? Dạ, bà ngoại.
Trời ơi bà ngoại là mẹ con bé dễ thương, cặp mắt dễ thương quá con, đẹp quá vậy. Mẹ bố xin chú ơi, con đi viện kìa. Được luôn. Con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Dạ ba. Học lớp 3. Dạ, con mặt thông minh dễ sợ luôn. Trường Minh Đạo. Dạ. Rồi nhìn cái quắc đi luôn à. Dòng đời vẫn tấp nập vẫn như thế mà nói chung là vẫn trôi qua đời nhau một cách còn coi như hờ hững. Tại sao mà cuộc đời đối xử với tôi? Tèn tèn. Bởi vì tôi nói thiệt á, nếu mà tôi mà sexy nha, tôi mặc nguyên bộ đồ bikini. Tôi mặc bộ đồ bikini đây mà tôi đi, tôi cứ giày ẻn 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 là bảo đảm bu lại liền. Chỉ tiếc là cái tướng của tôi nó tôi già, tôi tướng tôi phọt cũng hơi kỳ nữa. Rồi bắt đầu là trời bắt đầu sẩm tối rồi đó quý vị, bạn thấy 5 giờ 30 phút là đừng mưa nha ông ơi. Ông mưa nữa là đời con thúi luôn á. Hơi say sẩm rồi đó. Hình như cái kiến này nó hơi nặng độ sao biết được. Đây có hai cô gái đi từ trên xuống. Mình sẽ đi tờ, mấy em đi xuống anh đi lên. Ăn chiều chưa? Ghé ăn há cảo xíu mại xúc cua đi cưng. Ủng hộ anh với hai bà cô đi nha. Ghé vô đi, đi đâu mà vội mà nhàn, dừng chân ghé lại gian hàng xúc cua. Trời ơi giờ bé thư ký tôi nó nhảy vô nó ủng hộ luôn kìa. Rồi rồi ok, buổi sáng vô ok rồi, lỡ rồi. Dạ. Ăn đây luôn á cô. Dạ. Rồi rồi. Đó, sếp thì đứng coi như đói meo. Bán thấy bà nội luôn chạy tới luôn muốn mồ hôi dở ra ngồi ăn chọc tức mình nữa. Từ trả tiền nha. Đó quý vị các bạn thấy không? Đâu có đơn giản đâu đúng không? Đó, kể cả mình đứng bán cái miệng mình cỡ vậy luôn, mặc đồ nổi như vậy. Mà mọi người biết mình mà bán còn không được. Huống chi là nó như hai bà cụ đây, cô Hoa với cụ Nguyệt. Một chiếc xe há cạo xíu mại xúc cua hơn 40 năm trời cứ lầm lũi như vậy. Rồi quý vị các bạn có thể là hôm nay là mọi thứ nó hơi bất ngờ, mọi người không đến được. Mà mình hy vọng là sau khi quý vị các bạn xem cái tiếng rau này mọi người hãy đến chung. Em ghé vô. Rồi đúng rồi, yes, ủng hộ. Hả? Tự nhiên ủng hộ anh bao em. Trời ơi. Quay lại. Đừng bỏ anh. Trời vậy mà chạy luôn. Có khi quay lại đó nha. Có khi quay lại không ta? Đi luôn. Hận đời đen bạc. Hận kẻ bạc tình. Dám quay lại. Dạ có khi nghe em quay lại. Cái đường này lạ quá cô. Con thấy nó chạy xuống là chạy luôn à, không có dừng lại được á. Cái đường hẻm 418 đường hẻm. Hẻm 418 cái hẻm cho nên là người ta chạy xe thì rất đông nhưng người ta chạy. Dạ. Hai hình ảnh rất tương phản. Sếp đứng bưng cái bảng. Lính ngồi ăn há cạo sướng không? Con nhỏ kia trong kia hút trà sữa. Con Nga xoài chua nó giao nhiệm vụ cho mình xong nó vô trong kia nó hút trà sữa kìa bà con. Đó con nhỏ cam đó bà con. Anh ơi ghé qua anh ơi anh à. Hay quá. Đó ít ra đệ tử phải bắn. Đó ok sắc khó. Con ăn gì con? Một súp cua không lấy ớt cô. Quên quay cái bảng ra chứ. Một súp cua không lấy ớt. Dạ 20 ngàn cô gửi cô. Được được con. Ok. Dạ con. Con học lớp mấy? Lớp 10. Cổ cũng cao dữ vậy. Không tới 20 phút, còn có 17 phút à. Chính xác là còn 17 phút.
Kệ nó, vớt được nhiêu vớt. Ráng 17 phút 17 phần. Bắt đầu đếm nha, còn 17 phút ráng được 17 phần không nha. Tất cả sứ mạng súp cua đi. Trời trời đừng tối, trời sắp tối rồi. Đứng cao lên chút xíu thử coi. Thay đổi chiến lược. Đứng đón đầu từ đầu đường. Coi có chặt được ai, có bắt được ai không. À cạo sứ mại súp cua đây. Há cạo sứ mại nè, ghé vô. Há cạo, há cạo. Có vẻ như hai bạn bên kia chuẩn bị ủng hộ mình đó. Nói thiệt luôn là buôn bán mà hãy mà bán được thì nó không thấy mệt, mà bán không được là tự nhiên thấy mệt ngang vậy. Tất cả sứ mại súp cua em ơi, ghé vô em. Hết hơi rồi, hết nói nổi rồi, hết rau nổi rồi, những tiếng rau cuối cùng, những cú vẫy tay cuối cùng, có tiếng giao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi. Ông quê hương nhìn trái xe, nhìn trai mẹ đầu phòng lùa đòn gánh tre, ai mua ai không mua, ai mua chỉ có lù chè. Tí ơi có chua không, Điền ơi có đắng không. Đề nghị ban tổ chức xem lại điều lệ nha, cái chỗ này bán hơi khăn, mà mốt phải cho livestream sớm một chút nha ban tổ chức. Há mãi luôn hiểu thành đọc ngồi thành là há mỏ luôn, há cạo xíu mại xúp cua đọc thành ngồi há mỏ xéo mặt. À, còn có 12 phút đồng hồ thôi, rồi bi kịch chưa. Há cạo xíu mại súp cua đi. Ghé vô anh ơi. Đừng lướt qua đời em các anh các chị ơi. Ừ, chung. Rồi bây giờ làm để cung cấp há cạo xíu mại mời. Dạ, thôi con. Không. Cũng bán thôi. Dạ, cảm ơn cô. Không sao đâu. Cô đừng lo cho con. Rồi làm mới ăn, biết mới là... ăn, mới ăn, mới ăn, con mới ăn. Sao biết há cạo xíu dạ. Mại ở đây có ngon hay không? Rồi thôi để hết giờ bán hàng của con nữa. Giờ là con còn 10 phút nữa đây, con ráng con bán xong rồi có gì con ăn thử. Hy vọng. Dạ, chị ơi, chị ăn gì? Dạ. Hai, há cạo xíu mại xíu cua ủng hộ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ. Đó, nghe chưa? Anh đây hay đem về cô. Dạ con đem về. Dạ. Há cạo xíu mại. Hai thú đi đâu. Há cạo xíu mại có súp cua nữa. Súp cua ngon lắm không á? Đây. Hấp dẫn không con? Làm luôn thêm chén súp cua nữa đi con. Lát hết giờ bán mình sẽ ngồi mình làm một chén súp cua tự thưởng cho mình.
rất là chất lượng nha. Đó mọi người thấy cái thấy thịt cua quá trời luôn, thấy không? Đó. Đó, dạ đó thấy rồi, tới rồi, dạ. Bao nhiêu á chị em múc cho? Múc 20. Rồi múc sao thôi, múc nha, múc. Múc sao cho đủ đủ bài nha. Dạ thôi múc sao cho dịu chịu vậy đi. Rồi ok, chơi luôn. Một muỗng. Hai giá rưỡi. Hai giá rưỡi. Dạ rồi, hai giá rưỡi. Đó, rưỡi. Ok, dạ rồi. Trời ơi, một tô súp cua 20.000 mà hai giá rưỡi bằng nguyên một cái tô ăn xong vậy là no luôn rồi gì nữa. Dạ. Xuất sắc. Những phút cuối cùng của trận đấu sắp kết thúc. Đây quý vị các bạn, toàn bộ là thực tế hết. Everything is real. Cảm ơn con nha con. Dạ con học lớp mấy? Dạ con đại học. Học đại học hả? Dạ con. Con ở gần đây hả? Nhà con gần đây hả? Dạ. Rồi lâu lâu ghé ủng hộ hai bà nha. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ. Rồi chào con. Dạ. Ra ủng hộ bà Hoài chị đâu? Dạ. Dạ chị ở gần đây. Dạ. Nhà mình nghe đây nè. Dạ dạ. Thương quá, lớn tuổi quá mà không có con cháu gì hết. Dạ. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Rồi chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Dạ. Dạ thôi con. Trong khi chờ nữa cho con chén đi. Một chén nữa. Dạ, để con ấy ra, để con làm cho. Hát cả sứ mại sứ cua đây. Dạ đó cô, rồi cho con xin. Đây. Rồi cho ba trứng luôn. Ba trứng cút luôn, sướng không? Đó. Để thêm trứng cút nữa mà không biết. Thôi để con làm luôn, rồi hết giờ rồi, tự thưởng mình luôn. Trời ơi. Để múc luôn. Dạ múc thôi, luôn. Một giá thôi. Ồ, vậy đủ rồi. Ở dưới sâu nào có dạ cua. Thôi con làm như đó đủ rồi. Được rồi. Đó, làm vậy là giác không là lát lụm mà làm thêm một cục xíu mại, một cục há cạo nữa đây cho biết nha. Dạ rồi, dạ. Dạ rồi, cũng ơn cô. Lát mời ekip ăn há cạo xíu mại xíu cua luôn trước khi đi về. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, cho con xin cái muỗng luôn. Nhà cô có mấy chị em hả thầy cô? Hồi nhỏ bà mẹ nó sanh 5 người. Bà giờ còn có 2 người. 5 chị em mà còn có 2 người. Dạ, dạ. Mất còn nhỏ. Mất còn nhỏ chứ không phải lớn. Khổ quá bà con ơi, thiệt sự luôn á. Không được cái gì, chỉ được ra nhắc hết giờ. Ác cho tôi dễ sợ. Tôi biết rồi, đứng ăn là bà biết rồi đó, là hết giờ rồi. Tự thưởng với mình luôn. Giờ súp cua ngon quá cô. Súp cua rất là ngon nha. Dạ ngon. Ghé vô đi anh, ăn thử đi anh. Giờ ai vô là tôi bao hết nè. Giờ giận không bán nữa, ai vô mua, ai vô bao hết. Một chén như vậy chỉ có 8.000 thôi. Là vì có một vá thôi. 20.000 là 2 vá rưỡi. Đó. Một chén vậy mình chia ra là tính ra một chén có 8.000 ăn no luôn rồi đó. Cô cho con xin thêm một gói thứ cục đó con. Đó. Há cạo với xíu mại không. Ê, phải là một ruột mại. Dạ một cục thôi con. Đó. Rồi. Rồi tương ớt không con? À chia nước mắm thôi con. À tương ớt đi, tương ớt nữa đi. Tương ớt đây. Dạ nhiều con. Dạ. Đó. Rồi nữa thôi. Dạ được rồi đó. Đánh vô. Yeah. Rất là ghim. Dạ ghim. Đây là há cạo. Nóng. Nhân tôm hả con? Dạ tôm thịt. Trời nhân tôm thịt nè bà con thấy không? Bà chết bồi chát luôn. Mấy chục năm mà làm sao mà bình thường được.
mà hai cô tự làm luôn. Dạ. Rồi mấy giờ cô bắt đầu cô làm? Trời ơi, nhiều khi khuya không? Dạ. Khuya nhiều khi làm không nổi, cái gần sáng làm. Làm là bất thường lắm. Dạ. Tại vì về khuya rồi, dạ. Nghỉ. Khuya làm không nổi, có gì sáng và gần sáng làm. Dạ. Làm được hay nhiêu vậy thôi. Dạ, chứ không có nhất định. Chứ không có nhất định là bao nhiêu, dạ, bán bao nhiêu á. Dạ, sức mình đâu có nhiều. Dạ. Thật ra nhiều khi hỏi không biết làm được nhiêu. Dạ. Thôi, các bạn có nghe em nói rất là cô cứ khuya làm, và có khi ngồi chịu không nổi thì sáng dậy sớm để làm. Mà làm được nhiêu hay nhiêu hay đuối là có nên không có biết bán được bao nhiêu hết đâu á. Ăn gì em ơi? Ăn nào em? Vô con rồi. Ngồi ghế đi em. Con ăn gì? Hát cạo xíu mại con ăn gì con? Dạ, hai há cạo, một há cạo, hai há cạo xíu mại cô ơi. Dạ. Ngon lắm luôn á. Hai cô, hai dĩa. Có xíu mại á, xíu mại. Xíu mại ngon. Dạ. Không, há cạo cũng ngon nữa. Lấy thêm. Dạ thôi, con đủ rồi. Con xong rồi đó. Rồi, mời hai em nha. Ăn đây lâu lắm rồi hả? Ăn mấy năm rồi? Gần 2 năm. Nhà mấy đứa ở đâu? Gần đây không? Không. Rồi. Nhà quận 9 mà ra quận 5 ăn, tôi không tin được luôn á. Hả? Ủa mà có nhiều chỗ mà sao con mới qua, con qua tận đây dữ vậy? À, qua ngồi hai bà hả? Sao con biết hai bà trước đây á, tình cờ xong qua lâu lâu cái ghé qua ủng hộ hai bà. Trời ơi, hai bạn trẻ này vừa giờ đẹp gái mà vừa có một cái trái tim rất là nhân hậu. Thôi con ăn tự nhiên nha. Ừ đúng rồi. Trời ơi, hết giờ của tôi rồi mọi người mới đến ủng hộ tôi. Đời nó vậy đó, bao giờ cũng vậy. Thôi, nhưng mà nói tóm lại là đến ủng hộ cô là vui rồi. Đúng không? Có gì các bạn? Em ngồi hả? Hay ngồi hay mang về? Ngồi đi, em ngồi bên kia đi, anh bưng qua cho. Đây coi, cô làm há cảo nè cô. Dạ, coi chừng nóng lắm. Này súp 20 hả cô? Dạ, 20 chứ con. Đó, hết giờ rồi cũng vẫn tiếp tục luôn. Chờ luôn. Đó, bây giờ bắt đầu đông nè, thấy chưa? Đó. Dạ rồi, còn nhiều nữa bà. Để bỏ hành phi. Cái này của ai cô? Dạ. Rồi, con làm luôn cho. Thôi, giờ cuối kệ nó. Dạ rồi, đây, một ly. Rồi, cái này bỏ gì vậy? Chỉ con đi con bỏ. Bỏ hành phi phải không? Rồi, để con. Làm nước chấm riêng làm sao bà? Chấm chấm nãy đó. À, làm nước chấm chấm nãy rồi, để con làm. Ok rồi, hiểu rồi, nhớ rồi, chả, quên bài. Anh taxi ơi, mới ra ngoài chơi hát xì hơi. Đó, bắt đầu bà con đến quá trời quá đất luôn. Ô, rồi đây anh gửi nha. Còn lấy cộng ly súp nữa. Ly súp nữa không? Rồi. À dạ. Rồi em đủ ha. 6 viên há cạo hả con? Rồi, ok. không phân biệt được há cạo là cái nào. Bắt đầu professional rồi, giỡn rồi đó. Giỏi, quen rồi. Đây các bạn sinh viên học sinh nè, đó các bạn muốn làm thiện nguyện hay đó, các bạn hãy tìm đến những cái nơi giống như thế này, giúp đỡ cho các cô các chú lớn tuổi. Đó là mình đã làm thiện nguyện rồi, chứ không nhất thiết là mình cứ phải tiền, đúng không? Đó. À, có tiền thì giúp tiền, có sức thì giúp sức. Đó, vậy là quý rồi. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ok. Rồi, thank you em, cảm ơn em. Ôi cái chuyện nó bung. Dạ rồi, xong. Rồi ở đoạn cuối hết giờ thì tự nhiên đứng bán ngon rồi. Đời của đời mình nói nhiều lúc nó vậy á. Theo tình chạy tình theo. Rồi cảm ơn em trai nhiều nha. Anh kêu em, cảm ơn em. Yeah, người cô rồi. Thôi sứ mệnh coi như là hôm nay là sứ mệnh mình kết thúc, mặc dù là không có mỹ mãn. Nhưng mà cũng xin hân hạnh giới thiệu quý vị các bạn là hai cô đó. Cô Hoa và cô Nguyệt.
U90 và U80 rất là vất vả luôn. Hôm nay thật sự mình cảm nhận được sự vất vả đó vô cùng. Và mình cũng tin chắc rằng quý vị các bạn xem là thấy là chắc chưa bao giờ thấy con Lan mà tảo tần tất tả như vậy mà vẫn không thành công. Cái đoạn đường này rất là khó luôn. Ở đây là đường Trần Phú, hẻm 481. 418. Ủa quên lộn. 418/11, hướng 11 phường 7 quận 5. Dạ, mọi người hãy đến ủng hộ hai cô già đây con. Rồi cô đi đứng khó khăn quá nè, thấy chưa? Dạ, dầu me. Dạ, dầu me để con làm luôn. Rồi dầu me. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, chị ăn gì? Dạ, con. Con hát ảo cho cô không? Không biết, đâu biết. Không hả? Trời, ủng hộ bà đi. Dạ, một ly súp cô nha. Dạ, 20 ngàn nha. Ok, rồi, good. Rồi, thêm một ly nữa cô. Thấy không, một bán hàng hơi bị giỏi đó. À, đừng bỏ hành hả con? Ok con, yên tâm. Dạ rồi, đừng bỏ hành, không cần là bỏ, không bỏ ngọt cô. Dạ. Rồi, cho chú xin tiền, trả cho bà đây. Rồi, chào con nghe. Rồi, xin một tấm hình, ok, nhất trí. Ê con, đây con. Rồi, cười đi con, gái. Rồi. Dạ coi nha, dạ. Tiếng Rao 4.0, một series mới hoàn toàn mới trên kênh YouTube của Color Man. 4.0 à. Tiếng Rao 4.0. À, ok con, cảm ơn con nha, học giỏi nha, ok. Rồi con gửi biếu cô là một cặp nước mắm của con á, sản xuất. Dạ rồi. Rồi cái thứ hai nữa, dạ đây, trời 10 kg gạo này sao bỏ vô đâu ta? Bỏ, bỏ, để lại đây đi. Đây con gửi hai cô 10 kg gạo, để con kiếm chỗ để nha, rồi. Rồi con biết sao cô khiêng về luôn á. Và đây là con biếu hai cô 3 triệu. Con nghĩ là đây là cái 3 triệu này là nó là một tháng thu nhập của cô á. Nếu mà nãy giờ mình đứng đây mình bán, mình nghĩ chắc được chừng khoảng chừng nãy giờ chắc được hơn 200 ngàn. Để 200 và cho là 300 đi. 300 mà lời chắc cao lắm là lời không tới 100 ngàn. Trên dưới 100 ngàn mà hai bà cụ làm sao ấy. À, hai cụ Hoa Nguyệt. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ không có gì vậy. Rồi. Không bây giờ bà hết các cô dạ. Dạ thôi tụi con, cô đừng lo cho tụi con lát tụi con xử sau. Rồi xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Mọi người hãy đến đây để ủng hộ cho cô. Tiếng Rao 4.0 tập 2 sẽ được khép lại tại đây và hy vọng quý vị các bạn đã thấy. Đó có đi ra mọi người biết, có buôn có bán, có tảo tần rồi có chính tay mình làm rồi mình mới thấy nó khổ như thế nào. Mới thấy đáng trân trọng những cái giá trị và chúng ta mới hiểu được cuộc sống của mưu sinh của những người chung quanh chúng ta khó khăn như thế nào, đặc biệt là những người lớn tuổi, không con không cái, không ai nâng đỡ hết, cực khổ lắm. Đó. Hai bà đứng có những cái lưng còng như vậy luôn. Đó. Mà may là mình hôm nay có mình đó, mà mình thấy là vẫn bán nó đứng coi như là có một đoạn mà đứng mấy chục phút đồng hồ không ai ghé ủng hộ hết. Mặc dù kia chào Color Man nhé. Dạ thôi, dạ xin phép hai cô, dạ hai cô cố gắng nha. Dạ lâu lâu đi ngang con ghé. Chào hai con nha. Bắt tay cái đi. Dễ thương quá. Có tiếng sao như lời chỉ tôi. Tiếng sao mẹ tôi. Có tiếng sao như lời chỉ tôi. Tiếng xa mẹ tôi. Theo như ban tổ chức giới thiệu với mình là đã có hai nhân vật. Dạ, con chào cô chú. Trời, nhìn hai cô chú bự con dễ sợ luôn, thấy thương quá. Không dính lộn, ghé vô. Dạ chị ơi, ghé vô. Đừng chạy luôn, đừng hờ hững với em như vậy. Hai chục trứng mới được chụp. Anh trai ghé luôn. Đi đâu mà vội mà vàng, ghé vô hộp vịt, ăn liền cho nó vui. Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Mang quê hương trên đôi vai gầy, những trái ôi xe, những trái me, đầu phòng luộc, đòn gánh tre. Ai mua, ai không mua,
chỉ có lũ trẻ. Tí ơi, có chua không? Tèo ơi, có đắng không?